Đây nhá, đây là anh bạn cầm điện thoại. Làm lại người đây, nhà đây, đây, đây. Là anh bạn đang hỗ trợ đấy. Quay kỹ thuật. Anh vào đi, vào đi, anh ngồi đi. Ôi, không, đi, vào đi, vào đi. Cái này tí em có thể xe cho anh được. Nên là anh ngồi đi, để có mặt đi. Đây, đây, đây là anh bạn. Để bốc ngay tí. Đặt để chỗ bát rượu ngược lại đấy. Đây là quán đồ nướng của anh gì nhỉ? Chưa rõ lắm. Anh Hoàn đây, từ từ. Mai anh lồng tiếng không ạ? Anh ok. Anh rất là thích là nó thực tế, người thực việc thực. Đấy, đặt ở chỗ cái bàn xe này đó. Anh như mình đã nói là không thể rút lời được rồi. Ok anh nhé. Rồi, mình đây. Thế anh ngồi vào ghế này. Ừ, rồi ok. Ok anh ghế nhé. Rồi ok. Anh Báo phát biểu. Lại. Là Báo xin được gửi tới anh Thủy này, anh Hoàn với bạn Báo. Em Báo rồi. Bạn Báo Hị. A Báo gửi tới cả nhà một bản sáo Mông Xuân về trên bản Mông, mà những bạn sáo nào mà A Báo ưa thích thì A Báo cứ thổi, mọi người cứ nghe thôi, không biết bài nào nữa. Bài tiếp theo là bài gì nhỉ bạn ơi? Thank you.
luôn. Bài các bạn nghe bài thứ ba nhá. Quá tuyệt vời, A Páo ơi. Tặng hoa nào, vỗ tay nào, tặng hoa nào. Anh em mình 1, 2, 3. Cảm ơn chủ quán nhá. Cảm ơn chủ quán đã đề đặt máy ở đây nhá. Đưa dung.